Giáo sư Ngô Bảo Châu nói về thông tin gia nhập tại Viện Toán của Trung Quốc. Vài ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin lan truyền cho rằng giáo sư Ngô Bảo Châu đã gia nhập Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, lấy tên tiếng Trung là Gu Bao Chu và chức danh là giáo sư chủ nhiệm thuộc biên chế chính thức của viện, không phải là khách mời hay là giáo sư thỉnh giảng. Theo tìm hiểu, trên trang web của Viện Toán cao cấp của Trường Đại học Cáp Nhĩ Tân, giáo sư Ngô Bảo Châu là giáo sư thỉnh giảng dài hạn từ năm 2019 và cho tới nay, giáo sư đã đến đây giảng bài trong một thời gian vài ngày tại đại học này. Theo một nguồn tin, đây là hoạt động trao đổi nghiên cứu khoa học hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là với một nhà toán học nổi tiếng thế giới như giáo sư Ngô Bảo Châu, thì bất cứ một trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới nào cũng đều mong muốn được mời giáo sư tới đây để thỉnh giảng. Năm 2020, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng được mời là giáo sư của College de France, Cộng hòa Pháp. Đây là vị trí có tính vinh danh, còn công việc của ông vẫn là giáo sư của Đại học Chicago, Hoa Kỳ. Tại Collider Friends, giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ làm việc và giảng bài một vài tháng mỗi năm. Tháng 3 năm 2020, giáo sư Ngô Bảo Châu đã có bài giảng đầu tiên ra mắt tại đây. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 nên năm 2021, giáo sư chỉ giảng bài trực tuyến. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán cho biết, giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng trả lời về vấn đề này một hoạt động rất bình thường của các nhà khoa học mà người ta cũng cố tình bóp méo để cho giật gân chúng tôi thiết nghĩ không cần trao đổi thêm gì ngoài việc phát biểu chính thức của giáo sư ngô bảo châu vì như vậy vô tình lại giúp lan truyền fake news bạn có thể tìm hiểu lý lịch khoa học của những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới sẽ thấy rằng có chức danh giáo sư thỉnh giảng tại các trường các viện giáo sư châu hiện nay biên chế của ông là giáo sư của trường đại học chicago và trách nhiệm ở việt nam là giám đốc khoa học của viện nghiên cứu cao cấp về toán trao đổi qua email giáo sư ngô bảo châu cho biết cách đây mấy năm tôi có đi cáp nhĩ tân một vài lần thỉnh giảng và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của viện nghiên cứu bên đấy trong một chuyến đi như thế ông hiệu trưởng trường cáp nhĩ tân có buổi tiếp chính thức tặng kỷ niệm trường và thông báo là trường luôn đón tiếp tôi bất kỳ lúc nào với tư cách là giáo sư thỉnh giảng tôi có đi thỉnh giảng hợp tác nhiều nơi nên tôi không thấy việc đi thăm cáp nhĩ tân có gì đặc biệt hơn thường khi đi thỉnh giảng ở đâu đó tôi sẽ quay lại một vài lần để công việc đi tới một kết quả gì đó chứ không thuần túy chỉ đi cho biết vì thế tôi chấp nhận lời mời của ông hiệu trưởng với ý định sẽ còn quay lại đó hai ba lần qua hợp tác nghiên cứu với một số nhà toán học ở đó. Tuy nhiên vì dịch bệnh nên chưa thể quay lại được và trong thời gian đó thì có thêm nhiều kế hoạch khác đã phát sinh nên thực tế là không rõ có đi thăm cáp Nhĩ Tân trong tương lai gần nữa hay không. Giáo sư Ngô Bảo Châu còn nói, cái tin tôi đổi tên thì hài hước đấy. Chắc là trường họ đưa tin về buổi gặp mặt với ông hiệu trưởng kia bằng tiếng Trung. Người Trung Quốc thường thì họ sẽ phiên âm tên người Việt Nam qua chữ vuông của họ, sau đó Google dịch lại, sẽ thành như thế. Quay lại thì thành tin vịt trên mạng Việt Nam thông tin trên mạng là không chính xác. Tôi không có biên chế ở trường đại học nào của Trung Quốc. Trường Cáp Nhĩ Tân cách đây mấy năm, tôi có qua bên đấy thăm ngắn hạn, tham gia hội đồng đánh giá và có ý định quay lại thăm ngắn hạn thêm một vài lần nữa nhưng chưa thực hiện được. Nói chung tôi không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc mà chỉ đi thỉnh giảng, hợp tác khoa học. Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết thêm, hiện nay biên chế của ông là giáo sư ở trường đại học Chicago, trách nhiệm ở Việt Nam là giám đốc khoa học ở viện nghiên cứu cấp cao về toán. Trong 5 tháng từ năm 2020 tới năm 2025, ông thỉnh giảng ở College de France Pháp, đi thỉnh giảng các nơi khác chỉ là các chuyến đi ngắn. Trước đó, thì Phó Giáo sư Trần Lưu Văn Hiền, mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, sau khi một số người bạn của bố Giáo sư Châu là Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Ngô Huy Cẩn có nói chuyện về thông tin lan truyền, thì sáng sớm bà đã gọi điện trực tiếp cho con trai để hỏi. Theo Phó Giáo sư Vân Hiền, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông gia nhập viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc là không chính xác phó giáo sư vân hiền nhấn mạnh châu hiện tại vẫn làm việc ở mỹ và biên chế là giáo sư ở đại học chicago đồng thời có trách nhiệm ở việt nam là giám đốc khoa học của viện nghiên cứu cao cấp về toán châu không có trong biên chế của trường đại học nào ở trung quốc cả bà cũng chia sẻ thực tế sau khi con trai đạt được giải thưởng phiêu một số trường đại học của trung quốc đã mời sang làm giám đốc của viện toán cao cấp bên đó và trả lương rất cao cao hơn cả bên mỹ nhưng giáo sư ngô bảo châu đã không đồng ý trước câu hỏi gia đình có tính tới việc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý những thông tin không đúng sự thật trên hay không phó giáo sư vân hiền cho hay gia đình chưa tính tới việc này bởi thời gian vừa qua cũng xuất hiện rất nhiều thông tin không đúng sự thật về con trai của bà